ơi, lúc em la thì chậm như vậy. Để đó cho anh. Anh ơi. Trả đi. Cái nhỏ đây còn chửi nữa hả? Trả đi chị. Trời ơi, nhỏ đó mua cho bà chịu đó, dễ đứt lắm. Dạ em cảm ơn anh, cũng may là nhờ có anh mà. Cho anh xin số điện thoại đi để anh làm quen với em được không? Ờ dạ anh ơi em xin lỗi anh, nhưng mà em có bạn trai rồi. Em có bạn trai rồi nhưng mà em chia tay rồi. Sao không chịu nói sớm? Trời, bà cướp, đứng lại. Chị về đây. Cô em nè. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mà cho hỏi chút, sao chia tay với bạn trai vậy? Dạ tại vì em có con á. Cái gì vậy? Em có con nhưng mà là con chó. Bạn trai bị giống như con chó là tụi em phải chia tay. Sao lúc nào trễ một điểm hết trơn vậy? Tại anh vội vàng chứ bộ. Đi mất. Đừng rượt, đừng rượt, đừng rượt, đừng rượt nữa, đừng rượt. Bắt. Ê, tắp vô. Sao vậy? Bắt. Ủa nãy giờ không có được hả? Cảm ơn anh. Ủa rồi hai người có cho tôi cốp không? Không. Thì thôi, muốn tay đi về chứ mệt, tôi đứng mệt quá nè. Đâu có phải muốn cướp là cướp, muốn đi là đi về. Vậy mới mập. Vô. Ủa, anh Công. Tiền. Xe mới gặp. Dạ. Mẹ đã biết đứa Công. Không ăn mà. Không có phải, anh là anh Công, anh là hàng xóm cái bên nhà của em. Tuy là em chưa có hề mà quan tâm đến cái sự tồn tại của anh trên cái cõi đời này, nhưng mà dẫu sao anh cũng phải tôn trọng em, coi em là hàng xóm. Tại sao anh nỡ anh cướp em hả? Anh cướp em rồi rủ em té hả? Em gãy mũi em sao rồi em tốn tiền đi sửa mũi lại hả? Anh cướp là tại anh có nỗi khổ riêng của anh mà. Thật ra là tại vì anh làm bộ anh cướp của em để anh dụ em tới cái đằng kia á, tại vì anh chuẩn bị một món quà tặng cho em rồi, để tặng quà em để xin số điện thoại để làm quen với em á. Là anh muốn cua em á hả? Ồ, tại vì anh em cũng biết là kế bên nhà anh thích em từ lâu rồi mà anh không dám nói. À, cuối cùng chỉ là một cái chuyện hiểu lầm thôi, anh mập xe này một bên đi. Em ơi, nói chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi, mọi chuyện kết thúc tại đây đi. Bây giờ em cho anh số điện thoại đi. Ủa là sao? Ở đâu vậy? Ở đây ai vậy? Dạ. Anh Hùng nào? Ủa anh tên Hùng hả? Không, anh Hùng có nghĩa là tôi mới đánh cướp, tôi lấy lại cái giỏ cho cổ thì tôi là anh Hùng. Ủa anh ơi, nhưng mà anh đâu phải là cướp đâu. Ừ, anh cướp đâu? Anh đâu phải là cướp. Thì có không cướp đi nữa, nhưng mà mình là một có một hành động gan dạ thì cũng được nên tôn vinh. Và bây giờ cho số điện thoại đi. Tôi mới là người cần số điện thoại của tiền nhiều hơn, anh là người không xứng đáng. Không, tôi cần nhiều hơn. Tôi cần hơn tiền. Bây giờ em nói đi, bây giờ hai người em chọn đi, một người chọn ai? Thôi, bình tĩnh lại. Em nghĩ là bất cứ cái chuyện gì mình cũng coi phải ngồi xuống mình điềm đạm, mình tìm cách mình giải quyết. Đây là chuyện của đàn ông, để đàn ông. Đúng rồi, em là đàn bà. Tôi là cái người cần số điện thoại hơn. Bây giờ nè, hồi nãy anh giúp tiền bắt cướp đúng không? Bây giờ tôi cho tiền anh, rồi như là tôi trả ơn cho anh, rồi anh lấy tiền đi mua đồ ăn ăn đi. Anh tưởng tôi được cái thể loại gì mà cần những cái đồng tiền anh cho? Anh lại cũng không có tiền hả? Tôi cũng có tiền nè ha. Chưa có chuyện gì sai sai đi, xin số điện thoại chứ không phải là khoe tiền khoe mẻ đây nha. Đây là chuyện của bây giờ em cầm tiền qua chỗ khác ngồi em ăn đi, mua sắm đồ đi, hai người nói chuyện. Mua trái cây ăn đi. Tôi mới là cái người cần số điện thoại. Không đâu chứ. Hai ơi, hai đang làm gì vậy? Cái lộn em. Chưa xong nữa hả? Chưa. Mới phần 1 mà còn 2-3 phần nữa lận. Có người xứng đáng với tiền. Hai anh, em nghĩ là cái chuyện mà hai anh cãi nhau vậy đó, cái người quan trọng quyết định đâu phải là hai anh đâu. Chứ ai? Em nè. Vậy bây giờ em quyết định cho. Cho ai bây giờ? Em sẽ cho một cái người đàn ông gọi là điềm tĩnh. Em thích những cái người đàn ông điềm tĩnh chứ không phải là hai người đàn ông mà đấu võ mồm giống như hai anh. Hai anh làm gì vậy? Điềm tĩnh. Chứ rồi điềm tĩnh là đàn ông điềm tĩnh chứ phải đàn ông bị câm nha. Ý là một cái người mà gọi là thông minh hay không? Một cái sự là tế nhị, có văn hóa. Ok. Có văn hóa. Chứ rồi anh làm gì vậy? Có văn hóa là phải lụm rác, em xả rác là người vô văn hóa đó. Trời ơi, anh cua em hay anh chửi em vậy? Tại vì em không có biết gì hết mà mày đặt thể hiện. Ý của cổ á là phải dùng những cái đồ này nè để chế biến những món đồ sử dụng được thì mới là người có văn hóa. Làm giá đỡ bánh xà phòng, đặt trực tiếp đuối xốp với bánh xà phòng, nó sẽ giúp bánh xà phòng nhanh khô hơn mỗi lần sử dụng. Chặn trượt ghế, để lưới xốp dưới chân ghế có thể làm tăng ma sát giữa ghế và nền nhà. Cách nhiệt, nếu bàn ăn trong nhà bếp không đủ miếng cách nhiệt thì có thể tận dụng lưới xốp, khiến bàn ăn nhà bạn không bị hư hại bởi nhiệt độ cao. Làm dẻ rửa bát với chất liệu bằng xốp,
túi lưới bọc hoa quả hoàn toàn có thể thay thế chiếc dĩa rửa bát trong căn bếp nhà bạn. Chưa? Chỉ từ mấy cái bao xốp tôi làm được bao nhiêu thứ đồ có công dụng. Hợp ý em chưa? Dạ chưa. Hello. Em làm sao? Ý của em là em lấy những cái đó em làm những cái thứ khác. Bảo vệ đồ dễ vỡ. Cũng giống như công dụng đối với hoa quả, bạn có thể giữ lại túi xốp lưới để làm màn bọc bảo vệ cho những đồ vật dễ vỡ trong nhà, như là bát thủy tinh, cốc thủy tinh, chai rượu. Vì trứng khá nhỏ so với kích thước của chiếc túi xốp nên bạn hãy dùng dây chun để buộc thắt hai đầu lại nhé. Chỉ với những lớp vỏ bọc trái cây tưởng chừng như bỏ đi, nhưng chỉ cần tinh ý một chút, bạn đã có thể tận dụng một cách hữu hiệu rồi đấy. Hãy ghi chép ngay những mẹo vặt này để ứng dụng thật hữu ích nhé. Chúc các bạn thành công! Trời, không ngờ từ những cái đồ đó anh đã làm được nhiều ứng dụng, mà em còn làm nhiều hơn anh cho anh mở rộng tầm mắt. Thấy chưa bé? Hai anh chị đây mới là người sinh một cặp. Em không thuộc cái thế giới này đâu. Hai người rất là hợp với nhau. Chúc hai người hạnh phúc. Chúc hai người hạnh phúc. Hai người ở đây vui vẻ. Hai người rất là xứng đôi với nhau. Có số phù thê đó. Anh làm anh vợ nha. Cảm ơn anh. Thấy có chuyện ảnh của anh. Bây giờ anh có còn muốn xin số điện thoại của em nữa không? Có chứ. Cái gì anh? Ủa, nãy làm tiếp em thấy có điện thoại không? Không, cái đó anh phải hỏi ban biên tập chương trình nha. Cái điện thoại nãy đang hướng dẫn nó mất tiêu rồi. Ủa, đây có điện thoại của em đâu? Ủa, thì cái giỏ sách của em đâu? Ăn cướp! Bắp! Mà trời ơi, chứ sao chia tay với bạn trai vậy? Dạ tại vì em có con á. Cái gì vậy? Em có con nhưng mà là con chó.